nhà đầu tư yêu cầu gì trong vụ án Trịnh Văn Quyết? Có nhà đầu tư đề nghị bị cáo Trịnh Văn Quyết dùng tài sản của mình mua lại cổ phiếu của những người không còn muốn đồng hành với công ty nữa. Một số người khác mong muốn lấy lại tiền gốc đã bỏ ra mua cổ phiếu, đồng thời được bồi thường cả về vật chất và tinh thần. Ngày 24 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty Chính phủ tập đoàn FLC, và các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Theo cáo buộc, bị cáo Quyết cùng đồng phạm nâng khống vốn điều lệ của công ty Chính phủ xây dựng FLC Faro, công ty Faro, từ 1.5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Các bị cáo sử dụng thông tin của nhiều cá nhân là nhân viên, người quen để ký các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, ủy thác đầu tư, sau đó tạo lập hồ sơ để đề nghị niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, bán cho nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng. Để phục vụ xét xử, tòa án triệu tập 30.403 nhà đầu tư đã mua cổ phiếu ROS lần đầu bán ra, với tư cách là bị hại, và 63.092 nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu ROS với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, chỉ có khoảng vài chục nhà đầu tư có mặt. Trong đó, có nhà đầu tư bày tỏ nguyện vọng được xác định tư cách là bị hại thay vì người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Đề nghị bị cáo Trịnh Văn Quyết dùng tài sản của mình mua lại cổ phiếu của những người không còn muốn đồng hành với công ty nữa. Một số người khác mong muốn lấy lại tiền gốc đã bỏ ra mua cổ phiếu, đồng thời được bồi thường cả về vật chất và tinh thần. Cũng có nhà đầu tư đề nghị hai phương án giải quyết. Thứ nhất là để bị cáo Quyết bồi thường cho các nhà đầu tư. Thứ hai là xem xét cho cổ phiếu ROS tiếp tục được niêm yết. Tại phiên xét xử hôm 23 tháng 7, trả lời về phương án khắc phục thiệt hại, bị cáo Trịnh Văn Quyết cho biết số tài sản của bị cáo đang bị phong tỏa có giá trị ước tính gần 5.000 tỷ đồng và mong muốn dùng toàn bộ để khắc phục hậu quả.